Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nha. Thì cái mỏng này anh em thử bên mình vừa mới làm xong. Bây giờ ngày hôm nay đã thảo cục phá và làm mình nơi khác rồi nha. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể cái mỏng này, và cũng như là mình hôm nay mình giới thiệu anh em cách đi cái ống dẫn hầm vệ sinh sao cho nó thật hợp lý nha. Bây giờ mình sẽ quay anh em xem nha. Thì ở đây là tổng thể cái mỏng nhà này. Cái khung mỏng này mình đã làm sẵn, làm xong cái dâm ở trên rồi nha. Còn chờ vào đất thôi. Và bây giờ mình sẽ ra phía nhà của cái hầm vệ sinh này. Và mình sẽ giới thiệu anh em cách đi cái ống làm sao cho nó thật hợp lý nha. Đây là cái hầm vệ sinh anh em mình vừa mới... cái này thì mình làm nha anh em, mình làm mới xong hôm qua. Đây thì nước đã vào đây, thử nước thì nó không bị rụng nha. Đây là cái ô nhà vệ sinh, ô nhà cầu phòng tắm á. Nhưng mà cái hầm này nó sẽ nằm bên dưới luôn nha anh em. Hầm nó sẽ nằm bên dưới, có nghĩa là cái hầm nằm bên dưới cái phòng vệ sinh luôn. Và cái hầm này nó sẽ gồm có 3 ngăn. Nhưng ở trong 2 ngăn chính, 2 ngăn chứa thì nó nằm ở phía trong mỏng nhà luôn nha. Đây là ngăn lớn, ngăn chứa này. Đây là ngăn thứ hai, ngăn chứa thứ hai nha. Và tiếp tục bên mình sẽ cho ra đây và xây một cái hầm ở đây. Hầm này là hầm rút, hầm lặng, hầm rút cuối cùng nha anh em. Và cái hầm này mình sẽ xây phía ngoài, khi nào trường hợp sự cố hoặc là mình như thế nào đó thì mình dễ dàng xử lý hơn nha. Thì việc đi cái ống dẫn của cái hầm vệ sinh này thì có rất là nhiều ý kiến của rất nhiều anh em đưa ra, và rất nhiều anh em rất là thắc mắc không biết cái ý kiến nào đưa ra nó sẽ chuẩn nhất và hợp lý nhất, và cách đi ống như thế nào là nó đúng nhất nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cách đi ống của mình cho anh em xem. Đầu tiên cái ống xuống đầu tiên nha, cái ống xuống, thay vì cái ống xuống của cái hầm này á, nếu nó nằm bên ngoài á, thì mình sẽ đi vào ở mặt này, mình sẽ đi vào ở bên này nha, và mình sẽ bắt một chữ T. Một chữ T nha. Có nghĩa ở đây là nó thoát hơi và bên dưới nó sẽ ấm quá khỏi cái mang. Cái mang có nghĩa là cái mang khi phân người ta đi xuống nó nổi lên á, nó sẽ đóng một lớp mang. À, lớp mang đó nó càng lâu thì nó càng cứng nha, nên nó buộc phải ấm xuống khỏi cái lớp mang đó. Và trường hợp ở đây là cái hôm nay nó nằm bên dưới luôn cái hầm vệ sinh thì mình sẽ không đi được ống chữ T, thì mình sẽ đi như thế nào? Bây giờ mình có sẵn một mô hình ở đây. Đây anh em nhìn này, cái này á, nó nằm trực tiếp bên dưới cái nắp luôn nha. Tí nữa mình gắn cái nắp thì mình chui xuống mình đóng cái này lên. Đây, mình đóng ở đây nha. Thì như vậy cái này phân lại xuống đây và hơi nó sẽ thoát bên này nha. Hơi nó sẽ ra phía bên chữ T, chữ Y này. Và cái này nó sẽ ấm xuống khỏi lớp mang nha anh em. Đây, ấm xuống khỏi cái lớp mang. Rồi anh em đóng ngay trực tiếp vào phân nắp giúp mình nha. Đó là hệ thống xuống đầu tiên. Đó là cái hệ thống xuống nha anh em. Buộc mình phải làm một cái chữ Y thế này cho nó rất là an toàn nha. Bình thường anh em thải xuống không cần chữ Y vẫn được, thì nó vẫn xuống. Nhưng mà nếu mà muốn làm cho nó thực sự chuyên nghiệp và sau này nó sẽ không bị sự cố, thì anh em phải làm chữ Y như thế này giúp mình. Và cái ống á, nó phải thật sâu. Cái ống xuống đây này, có rất nhiều anh em là đục trên nắp này và cho nó thải xuống ở trên, không cần phải đi ống, cho nó từ xạ xuống vào trong hầm là rồi. Những trường hợp giống như cái mang phấn á, nó xuống thì nó có một số nó sẽ lắng xuống dưới và một số nó nổi lên. Lâu năm nó sẽ đóng một lớp mang như thế này, khoảng tầm 10 phấn như thế này. Và nếu trường hợp hầm chúng ta sử dụng liên tục thì nó sẽ rất là ít sự cố. Nhưng mà nhiều nếu như kiểu lâu năm anh em đi một lần á,
thì nó hay bị trường hợp là nó đọng trên mặt nha. Đọng trên mặt là nó không xuống được bên dưới nên buộc mình phải có cái ống này để mình đâm qua khỏi lớp màng nha anh em. Ống này thật sâu để đâm qua khỏi lớp màng này. Đâm qua khỏi lớp màng khoảng tầm 30 phân là hợp lý nha. Và cái ống này là được thiết kế là cao nhất nha anh em. Tiếp theo là ống thứ hai. Ống thứ hai là ống dẫn, ống thứ hai này là ống dẫn từ cái hầm chứa đầu tiên sang cái hầm chứa thứ hai này. Hầm chứa thứ đầu tiên qua hầm chứa thứ hai. Và bình thường thì mình sẽ gắn một cái ống đấm xuống thế này để chống phấn nha, chống phấn tràn qua cái hầm này. Đây, nó sẽ ấm xuống khoảng tầm 30 phân đến 40 phân nha. Thì nó sẽ chống phấn tràn qua bên này. Và bình thường anh em thường hay có một lắp một cái có bên này xuống cổng như bên này để nó xuyên qua một lớp màng màng phân, nhưng mà cái này á là theo mình á, có cũng được không có cũng được nha. Vì trường hợp là cái màng phân ở đây á là nó ở đây nó cái có đây nó sẽ chống luôn nên bên này nó hầu như không có. Hầu như 90% là không có nha anh em, nên mình không cần lắp bằng được nha. Để anh em có thể hiểu. Và từ cái hầm thứ hai để sang cái hầm thứ ba thì mình cũng tương tự ý như vậy nha. Này, tương tự ý như vậy. Và cái này sẽ cao hơn. Cái này sẽ cao hơn cái này khoảng tầm 5 đến 10 phân là hợp lý nha anh em. 5 đến 10 phân là hợp lý. Và hai cái hầm này anh em cho nó thông nhau nha. Bây giờ mình sẽ mình thường đặt ống vẫn được, nhưng mà bây giờ mình không cần đặt ống thì mình sẽ xây thấp hơn cái thân này. Tí nữa mình gắn tấm đan thì nó sẽ cái phần này nó sẽ không, mình sẽ không cho hô vào nha, để nó thông nha. Ở đây thì mình đã đúc sẵn bốn tấm đan anh em. Và bên đó mình sẽ đo cái vị trí cố định hợp lý để mình đo đúng chuẩn rồi mình tí nữa mình gắn vào thôi nha. Thì anh em phân 2 tấm, 3 tấm hoặc 4 tấm gì cũng được. Phân càng nhiều thì mình càng nhiều tấm thì càng nhẹ thôi, mình gắn nó càng dễ. Và con cái hầm này thường nó sẽ có một cái hầm ống thoát dẫn hơi chính của cái hầm này đi ra bên ngoài nha anh em. Buộc ra hôm nay có một ống thoát hơi chính. Tí nữa mình sẽ đục ở cái nắp này. Cái nắp nha, mình sẽ cho ra ở cái lỗ này. Có hai trường hợp anh em đục ở cái nắp, anh em gắn ra đây và cho đi lên. Và thứ nhất và thứ hai anh em đục ở cái nắp đưa lên đây. Anh em cho thẳng lên hộp ghém nha. Hộp ghém anh em lên tầng 2 rồi anh em đưa ra vẫn được. Là trong trường hợp nào nó cũng ok hết đó. Nhưng buộc phải có ống hơi nha anh em. Ống hơi là ống khoảng tầm 34 hoặc 49 á, là phù hợp rồi, không cần phải lớn. Rồi thì như rất nhiều anh em thắc mắc đã hỏi mình rồi, thì bây giờ mình đã đưa ra hai trường hợp cho anh em rồi nha. Đó, nếu mà hôm nay bên ngoài có đi xuống ở đây thì buộc anh em gắn chữ T. Còn mà hôm nắp ở nằm trực tiếp thì anh em sẽ đi chữ Y nha. Rồi mình xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo nha. Mình xin chào nha anh em.